Truyện tích thứ 99, chuỗi hạt măng côi với những ai tận hiến trọn vẹn cho Đức Mẹ. Như chúng ta đã biết, trong Hội Thánh Công Giáo đã có rất nhiều tổ chức, đoàn thể mà đoàn viên hoặc hội viên theo thủ tục đã được tuyên thệ tận hiến trọn vẹn cho Đức Mẹ. Theo Thánh Louis Maria Christian de Montfort, thì tận hiến cho Đức Mẹ là một cách tôn sùng tuyệt hảo nhất. Vậy, tận hiến là gì và tại sao chúng ta phải tận hiến cho Đức Mẹ? Tận hiến là gì? Theo quan niệm của Thánh Montfort, thì tận hiến cho Đức Mẹ là phó thác tất cả hồn xác, của cải vật chất, công phúc, kể cả tội lỗi của mình, đã có, đang có và sẽ có cho Đức Mẹ. Công phúc thì Đức Mẹ đưa vào kho thiêng liêng cho mình. Tội lỗi thì Đức Mẹ tẩy xóa, can thiệp với Chúa Giêsu, con Mẹ để tha thứ. Không những ở đời này và đời sau khi ta đã qua đời. Do đó, muốn tận hiến cho Đức Mẹ một cách trọn vẹn thì cần phải tận hiến tuyệt đối, tức là tận hiến cho Chúa và cho Đức Mẹ. Khi đã tận hiến cho Đức Mẹ thì cả đời chỉ làm việc cho Mẹ, phục vụ cho Mẹ tận tình chu đáo. Tận hiến hoàn toàn, tận hiến hết, dâng hết cho Mẹ hồn xác, sự sống, sự chết, tài sản, dĩ vãng, tương lai vợ con, gia đình, kể cả tội lỗi mình nữa. Tận hiến vô điều kiện, tận hiến không đòi điều kiện, không xin Đức Mẹ cho được giàu sang phú quý. Tận hiến dứt khoát, giao phó hết cho Mẹ, không giữ lại phần nào cho mình, không tiếc rẻ gì cho mình mà không dâng cho Đức Mẹ. Tại sao ta phải tận hiến cho Đức Mẹ? Đức Mẹ là trung gian giữa Chúa và chúng ta. Nếu chúng ta muốn đến cùng Chúa mà không gặp gì trở ngại, thì ta phải tận hiến cho Đức Mẹ, để Mẹ dẫn dắt chúng ta đến cùng Chúa thì chắc chắn và bảo đảm hơn. Tất cả các công phúc Chúa ban cho chúng ta đều qua tay Đức Mẹ. Do đó, nếu ai đã thực tâm tận hiến cho Đức Mẹ thì sẽ được Đức Mẹ ban cho nhiều ơn. Đức Mẹ luôn luôn tỏ ra lòng nhân từ, thương xót, quảng đại của Đức Mẹ đối với linh hồn đã tận hiến. Muốn làm vinh danh Thiên Chúa mà người ta có thể thực hiện được là do sự tận hiến cho Đức Mẹ. Muốn liên kết mật thiết với Thiên Chúa một cách dễ dàng, mau chóng, hoàn toàn chắc chắn là do sự tận hiến cho Mẹ Maria. Tận hiến cho Mẹ Maria là con đường chắc chắn nhất để đến với Chúa và liên kết mật thiết với Ngài. Như vậy, người đã tận hiến cho Đức Mẹ được kể là con riêng của Đức Mẹ. Đã là con riêng của Đức Mẹ thì phải làm điều gì mà Đức Mẹ ưa thích nhất? Điều Đức Mẹ ưa thích nhất là năng lần chuỗi măng côi. Do đó, chuỗi hạt măng côi rất cần thiết đối với những đứa con đã tuyệt đối tận hiến cho Đức Mẹ. Lời bàn: việc tận hiến cho Đức Mẹ đã có lâu đời trong Hội Thánh. Đã có rất nhiều các thánh nam nữ, vua chúa, quan quyền, nhiều đức giáo hoàng, hồng y, giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ đã một thời thi đua nhau dâng mình tận hiến cho Đức Mẹ. Phong trào tận hiến cho Đức Mẹ đã có từ thế kỷ thứ 11. Thời ấy người ta gọi là danh từ tận hiến để làm tôi tớ Mẹ Maria một cách rất cảm động và sốt sắng. Ngày nay có nhiều dòng tu, đoàn thể trong Hội Thánh cũng đã thực hiện công tác tuyên thệ tận hiến cho Đức Mẹ. Vậy chúng ta là người Công Giáo còn chờ đợi gì mà không tích cực tận hiến cho Đức Mẹ? Amen.